thì mỗi người phải cam kết là tôi giải quyết các vấn nạn bằng trí tuệ, tôi kết thúc khổ đau bằng trí tuệ. Cái đó Đức Phật gọi là ban nhát Vimukti. Phi Nam Hán Việt là tuệ giải thoát. Ngữ danh từ này nên dịch sát nghĩa là giải thoát bằng trí tuệ. Đây là phương pháp. Và một khái niệm hai được Đức Phật sử dụng đó, đó là Chitta Vimukti, tâm giải thoát. Giải thoát về bản chất là chặt đứt các dây xiềng xích của tâm, bao gồm xiềng xích tham ái, xiềng xích sân hận, xiềng xích si mê, xiềng xích cố chấp, xiềng xích hoài nghi, xiềng xích dao động và nhiều sợi dây xiềng xích nhỏ khác được phát sinh từ những xiềng xích căn bản như trên. Đức Phật đi sâu vào tâm lý học trị liệu. Ai là hạnh phúc là do chúng ta chặt đứt các xiềng xích đó của tâm. Còn ai còn sống với những xiềng xích đó đó, thì dù được tôn vinh ra đi nữa, người đó vẫn là người đang chìm ở trong nỗi khổ niềm đau thôi. Cho nên tha đạo của Đức Phật là để tạo ra trạng thái tự do, giải thoát, an lạc, hạnh phúc trong tâm hồn của mỗi người. Và chúng ta có thể chia sẻ cái tầm ảnh hưởng đó từ những gì mà mình đạt được qua tu đối với những người thân của chúng ta. Kính lạy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, kính thưa Tăng đoàn và cộng đồng Phật tử Việt Nam trong nước và nước ngoài. Hôm nay là ngày 8 tháng Chạp năm Tân Sửu. Theo truyền thống Phật giáo Đại Thừa, dựa vào kinh Đại Bát Niết Bàn, là ngài Sa môn Gautama Siddhartha nhờ thực tập con đường trung đạo, giác ngộ trở thành Đức Phật đầu tiên trong lịch sử tư tưởng của nhân loại. Tại Việt Nam á, đại lễ tưởng niệm Đức Phật giác ngộ bị quên lãng hàng thế kỷ qua, cho đến lúc trưởng lão thiền sư Thanh Từ khoảng gần 50 năm trước nhắc lại ngày 8 tháng Chạp thông qua lễ quy y thường niên tại Thượng viện Thiền Chiếu, thì các chùa Phật giáo Bắc truyền ở trong nước mới tổ chức sự kiện trọng thể để tưởng niệm sự hình thành ra con đường tỉnh thức của Đức Phật Thích Ca. Thì nhân dịp này đó, thì nói đôi nét về ý nghĩa giác ngộ hành đạo của Đức Phật. Thứ nhất đó, ngài Tam Hợp Vesali của Phật giáo Nam truyền đó, tổ chức trên nền tảng của sự tiện lệ thôi. Cộng đồng Phật giáo thế giới tại Ấn Độ, Tích Lan, Miến Điện, Thái Lan, Lào, Campuchia trải qua 20 mấy thế kỷ, lấy ngày trăng tròn tháng Vesak của Ấn Độ tương đương á thượng tuần tháng 5 dương lịch làm ngày tưởng niệm ba sự kiện trọng đại của Đức Phật: sự đản sinh tại Lâm Tỳ Ni, sự giác ngộ tại Bồ Đề Đạo Tràng, sự nhập niết bàn vô dư tại Kusinara. Về phương diện lịch sử, Thái tử Gautama Siddhartha đó sinh ra vào ngày trăng tròn Vesak nhưng ngày thành đạo theo Phật giáo Bắc truyền đó là mùng 8 tháng Giêng. Và theo kinh tập cũng như một số tác phẩm thuộc tiểu bộ kinh Kinh Đạo Pali của Phật giáo Nguyên Thủy, 7 tuần lễ đầu tiên sau giác ngộ, Đức Phật đã lần lượt hình thành các triết lý quan trọng mà sau này chúng ta biết đó là con đường tỉnh thức. Tuần lễ thứ nhất, giải thoát luận, đỉnh cao là Niết Bàn. Tuần lễ thứ hai, hình thành học thuyết biết ơn và đền ơn như một ứng xử văn hóa và đạo đức, bắt đầu bằng việc Đức Phật biết ơn cây Bồ Đề đã chia mưa chở nắng cho Ngài suốt thời gian thiền định. Tuần lễ thứ ba, hình thành học thuyết thế giới quan, nhân sinh quan, dựa vào 3 con số 6, 6 giác quan: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, 6 đối tượng giác quan: hình thái, âm thanh, mùi, vị, vật xúc chạm và nhận thức được tâm hình dung, và 6 nhận thức giác quan gồm thị giác, nhận thức của mắt, thính giác, cái nghe của tai, khứu giác, cái ngửi của mũi, vị giác, cái nếm của lưỡi, xúc giác, sự xúc chạm của các thần kinh trên da và ý thức. Và bằng học thuyết nêu trên, Đức Phật lấy con người làm nhân bản, giải phóng con người khỏi ách nô lệ vào thượng đế và thần linh. Hạnh phúc và khổ đau của con người là do biết cách xử lý và làm chủ được các phản ứng giác quan mà ra. Tuần lễ thứ tư, Đức Phật hình thành học thuyết thế giới quan, phủ định 4 học thuyết với các nguyên nhân đầu tiên, bao gồm duy thần luận, cho rằng thượng đế là đấng sáng thế; duy vật luận, cho rằng là vật chất là nguyên nhân đầu tiên; duy tâm luận, cho rằng tâm có trước và vật có sau; và ngẫu nhiên luận, cho rằng là mọi thứ trên đời đó là một cái tình trạng ngẫu nhiên, hỗn độn càng khôn. Và Đức Phật đưa ra học thuyết tương quan, tương tác, tương duyên, tương thuộc theo chiều thuận lẫn chiều nghịch trên nền tảng giữa cái có và cái không, qua công thức cái này có nên cái kia có, cái này không nên cái kia không. Còn theo chiều nghịch đó, do cái này có nên cái kia không, do cái này không mà cái khác có. Tuần lễ thứ năm, Đức Phật hình thành học thuyết đạo đức quan trên nền tảng phòng phi, tức là ngăn ngừa điều ác chưa phát sinh; chỉ ác, tức là dứt các điều phạm pháp, ngược đạo đức, trái lương tâm, dầu cố tình hay vô ý đã lỡ làm; và hành thiện, tức là nỗ lực tình nguyện làm các việc nghĩa, việc thiện, việc nhân đạo, việc phước, việc công đức để tăng giá trị. Tuần lễ thứ 6 là giải pháp quan, vấn nạn có mặt ở đâu thì giải quyết ở đó. Qua sự kiện Đức Phật ngồi bất động suốt 7 ngày, dầu xung quanh lúc đó dông to bão lớn, nước ngập lụt lên. Và tuần lễ thứ 7 đó là thành lập nhị bảo. Đức Phật là ngôi vị giác ngộ cao nhất, và những lời dạy của Ngài cho 2 thương gia Bà La Môn. Sau đó Đức Phật mới lên đường hướng về Sa Đát, nơi cách đó 250 cây số, độ 5 bạn đồng tu, thường gọi là nhóm Kiều Trần Như. vì để tạo sự tiện ích cho tăng đồ và ni đoàn tản độ mà các vị lãnh đạo tăng đồ lúc đó đã quyết định lấy ba sự kiện trọng đại đản sinh thành đạo nhập niết bàn tổ chức vào cùng một ngày rằm trăng tròn Vê Sắc. Tại vì ở thời đó dầu đã có xe ngựa, xe bò, nhưng mà việc đi lại tại một quốc gia bằng vùng địa dương cực kỳ lớn, bao gồm Ấn Độ, Pakistan, Bangladesh, Bhutan, Nepal, Afghanistan, đó là đại trong Ấn Độ thời đó, thì đó là không phải là một sự thuận lợi. Cho nên đến một năm mà tổ chức ba sự kiện đó ở ba ngày khác nhau, thì việc di chuyển của tăng đoàn đó rất là khó. Rồi mới gộp ba sự kiện lại thành một, gọi là lễ tam hợp. Và trong lịch sử nhiều thế kỷ qua đó, nếu không có sự khởi xướng của trưởng lão Thiền sư Thanh Từ, thì tại Việt Nam chúng ta cũng quên đảm luôn ngày thành đạo. Mặc dù về lịch sử thì chúng ta nhớ, nhưng mà tổ chức sự kiện này đó thì chúng ta lại quên, chỉ tập trung vào một Phật đản là hết. Hiện nay trưởng lão Thiền sư Thanh Từ đã gần 100 tuổi, một bậc cao tăng thời hiện đại, có nhiều đóng góp cho Hoàng Pháp, tấm gương cao quý mà tất cả nhiều thế hệ tăng ni Phật tử cần phải noi theo. Vì đó chúng ta phải cảm thấy vinh dự khi có mặt dự lễ vào sự kiện tưởng niệm Đức Phật giác ngộ dưới cội Bồ Đề Đạo Tràng ngày hôm nay. Hãy cho một tràng vỗ tay thật lớn để tác dụng khích lệ chung. Bài học 1: thành công bằng cách đưa vào vai của gã khổng lồ. Khi quyết định từ bỏ phương pháp chính trị, chọn lấy con đường tỉnh thức, Thái tử Gautama Siddhartha đó đã đi bộ 400 cây số từ Kalamasun đến Vesali để học đạo với hai vị sa môn lỗi lạc lúc bấy giờ. Tại đạo tràng của đạo sư Āḷāra Kālāma đó, thì sa môn Gautama đã học được thiền vô sở hữu xứ. Tức là khi mình nhập vào loại thiền định này đó, dầu quán mọi thứ trên đời không có gì là sở hữu của tôi, cho nên khi tác động của vô thường đến, mà nặng nhất là chết chóc, tổn thất, mất mát, chúng ta dễ tháo gỡ được nỗi khổ niềm đau ra khỏi tâm. Mà đa khi chúng ta vẫn sống với mọi sinh hoạt, thì chẳng lẽ mỗi khi khổ đau thì phải ngồi vào cái thiền đó? Nên Đức Phật đã giả từ vị thầy của mình. Và đi khoảng chừng 40 cây số, Đức Phật đã đến đạo tràng của đạo sĩ Uddaka Ramaputta. Thường Phật tinh tấn và chẳng mấy lâu đã đạt được thiền phi tưởng, phi tưởng, trạng thái thiền sâu lắng đến độ chúng ta đó, khi nhập vào có cảm giác là hoàn toàn không còn các phản ứng cảm xúc. Thường chúng ta khổ là do cảm xúc hóa, thái độ hóa, dẫn đến vui, mừng, buồn, giận, yêu, ghét, muốn. Mà bây giờ mình vướng bên trên các phản cảm xúc đó thì nỗi khổ niềm đau gần như là đã bị vô hiệu hóa. Tức là nhận ra giá trị của thiền này chỉ đạt được khi tập trung vào định thật sâu, nhưng cũng không phải là giải pháp bà ngài trong đời. Tạ từ hai vị thầy, mặc dầu được các vị thầy này đó rất khiêm tốn nâng sa môn Gautama lên ngang bằng với mình để quản lý đồ chúng. Sa môn Gautama cũng đại chối từ, thì tạm gọi là nương vào hai nhân vật khổng lồ về tôn giáo để trở thành là một bậc đạo sư rất là nhanh chóng. Và cái thời gian đạt được đẳng cấp đó thì sa môn Gautama Siddhartha chỉ mất có 6 tháng thôi. 400 cây số thì đối với chiều cao Đức Phật cần 1m9, đi mỗi ngày 20 cây số chỉ mất có 20 ngày. Như vậy trong 6 tháng đầu thực ra mới là tâm đạo mà là học hai phương pháp thiền có trước đạo. Nhưng mà trong lịch sử cứ quen nói là Thái tử Gautama Siddhartha có 5 năm tập đạo. Thực ra đó, tập đạo và học thiền chỉ có 6 tháng là hoàn tất. Từ Vesali, sa môn Gautama hướng về Magath, nơi trị vì của nước vua Tờ Masala, để tu phương pháp của Sa Bà La Môn, đó là phương pháp khổ hạnh áp sát. Thì cái khoảng cách địa lý giữa hai địa điểm này đó là khoảng 150 cây số. Thì như đối với Đức Phật chỉ mất chừng 7 cho đến 8 ngày. Và tại đó Đức Phật đã trải qua 5 năm rưỡi tu khổ hạnh, suýt nữa là qua đời bởi kiệt sức. Thì đây là gã khổng lồ về phương pháp tâm linh truyền thống mà người Ấn Độ gọi là Ajita. Nhớ vào cái điểm này là các đạo sĩ đạo Bà La Môn xem Tama, tức là phép tu khổ hạnh, là con đường giác ngộ tỉnh thức. Và khi tu tập như thế thì bé được gọi là Moni, tức là ẩn sĩ trong rừng, không giao du, không tiếp xúc, kiệm lề, được xem như là bậc hiền thánh. Và sau khi trải qua phương pháp này thì Đức Phật thấy rất rõ đây không phải là con đường có khả năng giải quyết các vấn nạn khổ đau. Thì bây giờ trước khi mình trở thành một gã khổng lồ về bất cứ một lĩnh vực nào đó, thì cái con đường ngắn nhất là chúng ta nương vào đôi vai của gã khổng lồ đó. Thì Đức Phật nương vào 3 gã khổng lồ về tôn giáo và đạt được thành tích đó trong vòng 6 năm. Cho nên chúng ta nên nhớ đó, nếu chúng ta không tự thân là một gã khổng lồ mà bỏ qua cái việc vay mượn các phương pháp khổng lồ thì chúng ta mãi mãi chỉ ở trong ao nhà thôi. Bài học 2: khám phá để nâng tầm cao mới. Dựa vào 3 đôi vai của 3 pháp tu, những gì mà các đạo sĩ Sa môn và Bà La môn Ấn Độ này đó đạt được á, Đức Phật đã đạt được không kém. Và Đức Phật đã mạnh dạn bỏ qua hết tất cả các danh nghĩa như là Vishnu, hóa thân của Thượng Đế trong Ấn Độ giáo. Ngài đã đánh giá lại nghiêm túc thành quả mà mình đã đạt được sau 6 năm đi xuất gia, mạnh dạn thuyết phục 5 hạng đồng tu. Nhưng rất tiếc đó, Kondaña, khi làm Hán Việt là Kiều Trần Như, đã ngộ nhận rằng Sa môn Gautama đã ngã đề, lạc đạo rồi. Lý do như thế này nè, Kondaña là một trong các đạo sĩ trẻ nhất đón tướng Thái tử Siddhartha Gautama lúc ngài được đặt tên ở tại vương thành Kapilavastu. Và trong 29 năm làm Thái tử Đông Cung của nước Sakia thì Kondaña cũng chính là thầy dạy học và thầy dạy đạo cho Thái tử. Và được nhà vua Tịnh Phạn phái đi để thuyết phục Thái tử quay về làm vua. Nhưng cuối cùng ông đã bị Thái tử Gautama Siddhartha thuyết phục là bạn đồng tu. Rồi cái hả ở cái vai lấy nó đó thì con Kondaña nó bị tâm ảnh hưởng của gã khổng lồ tôn giáo Bà La Môn mà ông đã rất lỗi lạc về lĩnh vực này, lấy làm hệ quy chiếu, cho nên nó không tin rằng là Đất Đạt Đa có thể khám phá được một phương pháp mới, cho nên được Đất Đạt Đa thuyết phục á, thì con Kondaña cảm thấy rất thất vọng và kêu gọi bốn bạn đồng tu khác đó rời bỏ Sa môn Gautama hướng về Sa Đát, nên gần với con đường sông Hà Thiên Liên để trải nghiệm các sinh hoạt tín ngưỡng của đạo Ấn Độ bây giờ. Sa môn Gautama đã phát hiện ra trung đạo được định nghĩa thứ nhất ở trong kinh Chuyển Pháp Luân là sự thực hành vốn lên trên hưởng thụ khoái lạc giác quan và khổ ép sát. Và dựa vào kinh Tương Tư tập 216, trung đạo đó là một tuệ giác vốn lên trên thường kiến luận, chủ trương thường hành về giai cấp, về cái tôi bất biến, và đoạn dược luận chủ trương chết là hết. Mà cụ thể đó, đó là đạo duy Phật của Ấn Độ cổ đại, các tôn giáo nhất thần ở phương Tây bao gồm Do Thái giáo, Thiên Chúa giáo, Tin Lành giáo, Chánh Tông giáo, Anh giáo, Hồi giáo là một phần của đạo dược luận, tức là sau khi chết con người mất vĩnh viễn trên quả địa cầu này chỉ có hai cái cảnh giới đi về thôi, hoặc là thượng thiên đường hoặc là quả ngục. Và dựa vào một bài kinh khác đó, trong kinh Đạo Pali, thì trung đạo chính là sự trải nghiệm bốn cấp thiền. Trong đó thì có hai cấp thiền rất quan trọng, đó là thiền thứ nhất và thiền thứ tư. Thiền thứ nhất là ly dục sinh lý lạc, nên là trạng thái an lạc nhờ không dướng chấp vào tham ái, tức là khao khát tính dục, khao khát hiện hữu và khao khát phi hiện hữu. Và ở cấp thiền thứ tư đó là xả niệm thanh tịnh, tức là không chấp vào các phản ứng cảm xúc, phản ứng thái độ, phản ứng nhận thức, đó là xả niệm, và không chấp vào quá khứ để không hâm nóng khổ đau, không chấp vào tương lai để không lo lắng sợ hãi, không chấp vào hiện tại để được an tĩnh, đó được gọi là thanh tịnh. Nếu chúng ta so sánh bốn pháp thiền mới do Đức Phật khám phá và chứng ngộ với Bồ Đề đó với bốn phương pháp thiền đã có trước đó mấy nghìn năm, trong đó có hai phương pháp được Đức Phật chứng đắc là vô sở hữu xứ và phi tưởng hữu tưởng xứ. Hai pháp còn lại là gì? Không vô biên xứ và thức vô biên xứ. Thì rõ ràng phương pháp của Đức Phật đó rất là thực tiễn. Thì đối với bốn phương pháp thiền kia đó, thì chúng ta phải ngồi ở một không gian yên lắng, dừng các hoạt động giác quan tối đa, thì mới có thể nhập vào loại thiền định này. Đang khi phương pháp thiền của Đức Phật trải qua bốn cấp độ, chúng ta có thể thực tập trong đi, đứng, ngồi, nằm, co tay, duỗi chân, mặc áo, ăn cơm, uống nước, nói chuyện, nín thinh, thậm chí là trong lúc thức và cả trong trường hợp đi ngủ. Thì đây là một khám phá rất mới của Đức Phật. Bên cạnh đó, Đức Phật đã khám phá ra trí tuệ, chìa khóa giải quyết các pháp đời khổ đạo. Như vậy, 49 ngày ngồi dưới cội Bồ Đề, Sa môn Gautama Siddhartha là chứng đắc được ba tuệ giác lớn: tuệ giác về nhân quả bản thân trong quá khứ, tuệ giác về nhân quả của bản thân và chúng sinh trong tương lai, tuệ giác về nhân quả khổ đau của bản thân đã kết thúc ở hiện tại. Như vậy giác ngộ về bản chất đó, là sự giác ngộ quy luật vận hành của nhân quả qua 3 chiều thời gian, quá khứ, hiện tại, vị lai, và khép lại toàn bộ các hoạt trường khổ đau và nguyên nhân gây tạo ra chúng. Và đây là giải pháp mà Đức Phật đã quyết định không chọn con đường chính trị trước khi đi tu. Cho nên nhớ, đạo sĩ Ajita, phiên âm là Atuna, và đạo sĩ Kondaña, phiên âm là Kiều Trần Như đó, trong ngày đón tứ thái tử, khẳng định rằng là nếu Gautama Siddhartha làm vua, có khả năng trở thành trưởng của thánh vương, mà theo nghĩa đen là thống nhất Ấn Độ về một mối, tức là 16 tiểu bang trở thành là một đại lục địa thôi. Đức Phật tại sao không chọn con đường chính trị? Và bởi cái gì đó nó liên hệ đến chiến tranh, thậm chí là thủ đoạn, và không phải là giải pháp cho các vấn nạn của con người. Nó chỉ giải quyết được vấn đề hòa bình, kinh tế, văn hóa, giáo dục, xã hội, luật pháp. Còn các vấn đề của đạo là một vấn đề rất là lớn, lớn còn hơn nhiều vấn đề điều trên. Cho nên là Thái tử Tất Đạt Đà đã chọn lấy con đường tâm linh. Và ở phương diện này đó, Ngài là một nhà đại phát minh. Với lòng từ bi to lớn, không giữ tác quyền. Thế là với đẳng cấp như Đức Phật mà Ngài còn phải đưa vào đôi vai của 3 trường phái của nước để giúp là tạo cho mình một cái nền tảng rất là vững. Mà nói theo cái hồi này đó là chủ nghĩa thực nghiệm. Rồi sau đó nó khá phát minh ra cái hay hơn, cái mới hơn. Này cũng đơn giản thôi. Để qua sông, trước nhất chúng ta phải đưa vào thuyền bè. Là khi mình phát hiện ra phương pháp hay hơn thuyền bè, chẳng hạn như trực thăng máy bay, bay ve một cái qua bên bờ kia giống cần phải chèo nữa, thì chúng ta mới bỏ thuyền bè. Nhưng rất nhiều người trong chúng ta sai lầm ở chỗ tự đánh giá mình quá cao, đang khi mình không có kiến thức để tạo ra một phương pháp hay hơn, mới hơn, hiệu quả hơn, thành công hơn, giá trị hơn, lại vội bỏ thuyền bè. Đó là sai lầm lớn. Và bài học thứ 3 đó, giác ngộ giải thoát là một hành trình tâm linh, spiritual path. Thì trong kinh Tân Chi ở phẩm 8 Pháp đó, Đức Phật sử dụng ảnh dụ biển với 8 đặc điểm, trong đó có đặc điểm biển không chứa tử thi. Mà sông thì nhắm chìm tử thi, nhưng mà biển thì ngược lại, đẩy tử thi vào bờ. Thứ hai đó là biển không có độ sâu thình lình. Thì nó khẳng định đó, giá trị chân lý được Ngài khám phá và truyền bá là một sự thanh tịnh, tức là kết thúc các biểu đạt của nỗi khổ niềm đau. Và sự giác ngộ đó là cả một tiến trình thực tập lâu dài, không có đúng ngộ. Đó là quan điểm của Đức Phật ở trong kinh. Về sau này thì các thiền sư Trung Quốc á, dạy phương tiện để khích lệ tinh thần, thì là gọi là lên dây gót tinh thần, cho nên thật là hân hoan, phấn chấn, lạc quan, năng động. Coi thực ra đó, không có tình trạng đúng ngộ, đúng nghĩa. Bởi vì trong cái kho tàng tâm thức Āḷāra được Phật dạy trong cái Lâm Già có 3 giống hạt giống: hạt giống thiện, hạt giống bất thiện, hạt giống trung tính. Thì cái công việc tu của chúng ta là làm sao chuyển hóa các hạt giống bất thiện mà trải qua nhiều kiếp sống, nó tạo ra thói quen thông qua phong tục tập quán, đó là nghiệp chung, và nghiệp riêng đó là những cái tính xấu của chúng ta, đồng dễ dàng và bỏ được một cách đổ bột. Theo cách nói của Trung Quốc là thường cường điệu buông dao đồng để làm tức thành Phật còn lâu, mua dâm đồ thể là không có giết người, vẫn ở tù đục xương, vẫn có thể bị tiêu án tử hình. Không có nhau người bớt thôi, chứ là sao nghiệp của hết tụi lên. Và con đường tiệm tướng đó chỉ có thể đạt được đích điểm cuối cùng khi theo Đức Phật đó, chúng ta đi bằng con đường đúng, Samamagga. Và con đường đúng đường tình nghĩa là Buddhimagga, con đường tỉnh thức. Con đường tỉnh thức đó được Đức Phật nêu ra gồm có 8 yếu tố: tầm nhìn chân chính, tư duy chính, tạo ra trí tuệ, lời nói chân chính, hành động chân chính, nghề nghiệp chân chính, nỗ lực chân chính, tạo ra đạo đức chính niệm tiền và đại đức tâm, tạo ra thiền định. Và phải đi trên con đường đó không bỏ cuộc nửa chừng, tức là kiên trì không gián đoạn, tức là đổ lục đúng trên nền tảng của kiên trì và đi trên phương pháp đúng. Cho nên trong kinh Pháp Cú Đức Phật kết luận á, tự mình là mình khổ, tự mình giúp mình vui, tự mình là mình ố, tự mình là mình sạch. Thanh tịnh hay diễm ô, hạnh phúc hay khổ đau đều do tự chính mình, không đổ thừa cho ai. Và lời đó kêu gọi chúng ta có ý thức tự giác cao. Các tôn giáo khác đó, bao gồm nhất là Bà La Thần, chủ yếu là dạy phương tiện tha lực từ Chúa, giao bán niềm tin cho Chúa, Chúa sẽ làm tất cả. Trên thực tế, vì lập nghiệp, có người thành công, có người thất bại, có người 5 năm đầu thành công, năm thứ 6 tới 10 thất bại, có người 50 năm đầu thành công, năm 11 đến năm 20 thất bại. Còn ai đi theo con đường đúng chẳng thành công, mà từ là trung bình trở thành là khá, từ khá trở thành giàu, từ giàu trở thành triệu phú, từ triệu phú trở thành tỷ phú. Đó là con đường tăng trưởng. Với thực hiện phải là phương pháp đúng. Và tất cả những sự thành công như các anh chị làm doanh nghiệp thì thấy rõ, phải nỗ lực nhiều tội hơn người bình thường. Chứ nếu mà cầu nguyện mà có thể trở thành giàu có thì giáo dục phúc bỏ không xài được, thì sự huấn luyện phúc bỏ không xài được. Cho nên Đức Phật đó, không giáo dục theo kiểu phương tiện, không hứa hẹn cho mọi người, mà Đức Phật dạy con đường đúng, nỗ lực đúng. Đức Phật giúp tay chỉ việc, cho nên Ngài mới nói là Ngài là người chỉ đường. Ngoài ra thì còn có nhiều bài học khác. Thì trong lễ tưởng niệm hôm nay đó, thì thầy chỉ nhấn mạnh đến 3 bài học thôi, để chúng ta cùng về suy gẫm. Do đó chúng ta lấy thành quả làm thước đo. Nếu mình làm nghiệp 5 năm, 10 năm, 20 năm, cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc, biết đó là phương pháp sai. Rồi đi theo phương pháp đúng á, làm giàu trong vòng 10 năm là bắt đầu giàu rồi, 20 năm là bắt đầu trở thành giàu hơn giàu rồi. Nó chắc chắn nó phải là con đường vậy thôi. Trong lĩnh vực nào chúng ta phải lấy thước đo từ thành quả thực tiễn. Thì trở lại vấn đề cộng đồng Phật giáo Việt Nam và thế giới, nhân ngày mùng 8 tháng Chạp âm lịch hàng năm, thì quý vị tập thành thói quen văn hóa mang tính truyền thống của bản thân và gia đình. Muốn làm như thế đó, thì chúng ta phải xin nghỉ việc trong ngày hôm đó, xin trước về 3 tháng, tương tự đến ngày Phật Đản. Chúng ta cũng xin ngày nghỉ vào dịp đó. Ở các công ty xí nghiệp ở nước ngoài đó, chúng ta được quyền đổi ngày nghỉ. Ở Việt Nam có thể nếu mình xin phép trước, để ngày đó chúng ta phải lo bận rộn về việc mưu sinh, dành thời gian, lòng tôn kính, sự khát ngưỡng, thái độ biết ơn và trải nghiệm niềm an vui, vì nhờ có Đức Phật đã khai mở con mắt tuệ giác cho chúng ta. rồi khai mở con đường đạo đức cho chúng ta, khai mở con đường theo để làm chủ cảm xúc cho chúng ta trong mọi tình huống cuộc sống. Nghĩa đó là cao quý lắm. Cho nên mình dành trọn thời gian vào những ngày quan trọng đó mà cái sắp xếp thời gian trước. Thì lắm nữa khi chúng ta thắp nến thì chỉ nhắc ý nhỏ là theo truyền thống văn hóa đạo Phật đó, nến đó về bản chất ánh sáng. Ánh sáng đó là ảnh dụ chỉ cho trí tuệ. Cho nên đó, khi chúng ta được mồi đèn hoặc là tự mình hấp đèn thì nên nhớ lời dạy của Đức Phật á, này các đệ tử, mỗi người hãy tự thắp đèn lên. Có khi dịch là thắp đuốc lên mà đi. Mỗi người đó hãy nỗ lực giải quyết các vấn nạn khổ đau của bản thân, lấy chân lý Phật, lấy đạo đức Phật làm ngọn đèn, làm nơi nương tựa. Như vậy, ngoài Đức Phật lịch sử, tăng đoàn đi đoàn hỗ trợ dẫn dắt dạy Phật pháp cho chúng ta, thì mỗi người chúng ta phải phát huy vai trò tự làm chủ bản thân, tự thắp đèn và đi đúng nếu mà cái con đèn sáng đó để chúng ta đạt được các mục tiêu cao quý, đó là giá trị hạnh phúc an lạc cho cuộc đời của mình và ảnh hưởng tích cực đến mọi người xung quanh. Cho nên khi thắp đèn đó thì mọi người phải cam kết là tôi giải quyết các vấn nạn bằng trí tuệ, tôi kết thúc khổ đau bằng trí tuệ. Cái đó Đức Phật gọi là ban nhát vi mục ti, phiên âm Hán Việt là tuệ giải thoát. Ngữ danh từ này nên dịch sát nghĩa là giải thoát bằng trí tuệ. Đây là phương pháp. Và một khái niệm hai được Đức Phật sử dụng đó, đó là Chitta Vimukti, tâm giải thoát. Giải thoát về bản chất là chặt đứt các dây xiềng xích của tâm, bao gồm xiềng xích tham ái, xiềng xích sân hận, xiềng xích si mê, xiềng xích cố chấp, xiềng xích hoài nghi, xiềng xích dao động và nhiều sợi dây xiềng xích nhỏ khác được phát sinh từ những xiềng xích căn bản như trên. Đức Phật đi sâu vào tâm lý học trị liệu. Ai là hạnh phúc là do chúng ta chặt đứt các xiềng xích đó của tâm. Còn ai còn sống với những xiềng xích đó đó thì dù được tu với cái nào đi nữa, người đó vẫn là người đang chìm ở trong nỗi khổ niềm đau thôi. Cho nên tha đạo của Đức Phật là để tạo ra trạng thái tự do, giải thoát, an lạc, hạnh phúc trong tâm hồn của mọi người. Và chúng ta có thể chia sẻ cái tầm ảnh hưởng đó từ những gì mà mình đạt được qua tu đối với những người thân của chúng ta. Chúc tất cả cộng đồng Phật tử Việt Nam trong nước và nước ngoài thân khỏe, tâm an và luôn đồng hành với chân lý Phật, có Phật trong đời. Chúng ta đồng hành chân lý Phật trong cuộc sống, trong sự nghiệp, trong sinh hoạt, trong niềm vui, trong hạnh phúc và trong tất cả mọi phương diện của cuộc đời. Nam mô Công Đức Làm Bồ Tát Ma Ha Tát.